Kimochi. Ủa, lại cháu anh Tuấn rồi, cháu Tuấn. À, sơ đồ phòng ngự của cháu. Đợt sai nó khôn chứ còn ủ ba ngu lắm. Ba ngu. Vũ Hoàng Anh đã phang 15 sao vào mặt sếp. Conan 21 U bị kích giá nhiều quá cam mua được A ơi. Chỉ e con CB Pháp khác ngoài Varan đi ạ. Tôi nói với anh em rồi, cái nick này là mùa trước là cũng Hello rất cao, cái nick tương đá này. Mùa này tỷ lệ thắng thua đang là mấy? Dương 11. Nên là nó cũng kinh. Ôi giời ơi! Nhỏ thế! Chút đen à, với tinh anh 2 gặp 3k1 elo lại tải. Con gà ré quả truyền tí bóp. Đây ở giải đấu là thằng siêu min, cái thằng nào nó đá cái sơ đồ này này 4-3-3-0 này, cái ông cứ suốt ngày các ông bảo là 6 hậu vệ thế này cái kia, nó đá 4-3-3-0 khác đây kì, nhìn cũng có thấy khe hở ở đâu đâu, cho nên là nhiều ông phải cứ số lượng thôi, cứ mang cái 6 hậu vệ ra để đi công kích người khác, không nhìn 4-3-3-0 thì nó khác đây gì, cho nên là thôi nhá anh em mình bớt bớt thì suy nghĩ nó thoáng hơn đi. Người ta muốn đá sao kệ.
Nhưng con cu Leipzig á hả? À. Từ từ. Tìm quốc dân chứ Đỗ Công. Đá tìm quốc dân. Hơi mạnh. Hơi mạnh. Tốt. Thủ dở một phát tôi là đi ngay. Cháu đã hay thật. Và này tôi nhánh người sai có một phát thôi là đi luôn. Nó là rất tập trung. Và mình nhánh sai quả Rondo nhánh thằng Savic. Sai là một phát sai luôn. Đi luôn. Cái đẹp. Mẹ, trận này bỏ lỡ hai cơ hội tiếc thế, đều em xem mà nhá. Hai cơ hội. Rất đáng tiếc. Yes. Ơi cảm ơn anh Đức. Anh kia kia anh em. Cristiano Ronaldo. Anh Đức đã phang 30 sao vào mặt sếp. Chào Thái Long nhá. Phục thù là cháu Tuấn, hôm trước cháu thắng tôi. Hôm nay tôi quánh cho trận. Và đấy là mình cố gắng mình chờ bóng cuối. Bóng cuối mới sút được như thế nha anh em nha. Tình huống bình thường sút quả đấy không vào được. Đấy là bóng cuối. Cái lúc mà mình nhận được quả phạt góc phút 88 là mình cầm mình rong đến khi nào mà bóng cuối thì thôi. Chứ không phải là tôi không có ý tưởng để tấn công, nhưng mà phải chờ đến lúc đấy.
có clip chứ. Để có clip chứ. Cảm ơn vì đã theo dõi hết video. Hãy bấm đăng ký theo dõi kênh của mình và nhớ bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.